Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nội thất rất đẹp do Mắt Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nội thất của nhà chị Đào Thị Thúy ở Thuận Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Và trước khi mà chúng ta đến thăm công trình của nhà chị Thúy thì An cũng sẽ nói sơ một số thông tin cơ bản về Mắt Home trước nhé. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọ gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và nếu như quý vị đang miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều muốn thiết kế và thi công trọ gói nhà ở cũng như là thiết kế và thi công trọ gói nội thất đều có thể liên hệ ngay số hotline của Mắt Home để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ nhé. Nếu quý vị đang ở nước ngoài, chúng ta có thể nhắn Zalo hoặc để lại nhắn trên Messenger của trang fanpage của chúng tôi là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắt Home thì cũng sẽ có nhân viên hỗ trợ ngay lập tức cho quý vị nhé. Trở lại với ngôi nhà của chị Thúy thì đầu tiên trước khi mà chúng ta bàn về nội thất thì chắc chắn rồi phải nói qua một số thông tin cơ bản về ngoại thất trước. Đây sẽ là một căn nhà như quý vị có thể thấy là nhà vườn một tầng với thiết kế là mái thái quý vị nhé. Phần mái thái bên trên quả thật rất là nổi bật nè và nó giúp cho công trình nhà vườn này trông cao ráo và thu hút hơn rất là nhiều. Mái thái thì An đã khen rất là nhiều rồi quý vị. Nó là một cái loại mái mà thể hiện được cái combo luôn, 3 trong 1, vừa là về thẩm mỹ là cao ráo nè, về công năng chống nóng chống giọt nước mưa rất là tốt và thứ ba là liên quan đến phong thủy thì tránh hiện tượng tích tụ không khí cho căn nhà. Một loại mái mà được cả ba như vậy thì đó là nguyên do mà nó lại được yêu thích đến như vậy quý vị nhé. Màu sắc của công trình thì chúng tôi sẽ chia làm rất là nhiều gam màu. Ví dụ là màu lạnh thì chúng tôi sẽ phối cho cái phần mái ngói bên trên màu xanh. Rồi phần tường bên dưới sẽ có màu ghi nè, màu trắng nè, thì đây là màu trung tính. Và có thêm cái tông màu kem vàng, đây là cái gam màu nóng quý vị nhé. Và quả thật là bên ngoài thì ta thấy là ngôi nhà nó rất là đẹp rồi. Vậy nội thất bên trong sẽ được thiết kế như thế nào đây? An tin chắc luôn nội thất cũng sẽ đẹp không kém. Chúng ta hãy cùng tiến vào bên trong và tham quan nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến không gian phòng khách của công trình của nhà chị Thúy. Và với khu vực phòng khách ở đây thì quả thật là quá là đẹp đúng không nè. An vừa nhìn vào thôi là An thấy là xuất sắc rồi quý vị. Bởi vì đầu tiên thì sẽ thấy nổi bật đó chính là một cái bộ ghế sofa vừa được thiết kế là sofa góc ha, ở ngay trung tâm của căn phòng nè. Điều đặc biệt là gì? Đó chính là sofa này khung gỗ sồi nhưng điểm ngồi chúng tôi sẽ bọc da thật quý vị nhé. Quý vị có thể thấy là cái chất da nhìn nó rất là bắt mắt luôn. Da thật thì chi phí nó đắt đỏ hơn, rơi vào tầm khoảng là gần 20 triệu cho một mét dài. Nhưng mà em nói thật, đây là sự đầu tư rất xứng đáng. Bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư da thật thì thứ nhất là cái độ bền của cái ghế nó sẽ thời gian dài hơn. Thứ hai là giá trị của nó mang lại cho căn nhà của mình nó cũng cao hơn so với những chất liệu khác. Cho nên nếu gia đình chúng ta có điều kiện tài chính thì chúng ta có thể mạnh dạn đầu tư một bộ sofa da thật cho căn nhà của mình nhé. Ngay phía trước thì chúng tôi sẽ đặt là một cái bộ bàn trà đôi và cũng quá là đẹp quý vị. Bàn trà đôi ha, sẽ có một cái bàn trà lớn bên dưới, một bàn trà nhỏ hơn ở cạnh bên. Cái bàn trà nhỏ thì chúng tôi làm mặt đá bình thường nhưng cái bàn trà lớn bên dưới quý vị thấy là cái mặt của một bên thì chúng tôi còn ốp thêm, chúng tôi sẽ bọc da cho một bên của bàn trà luôn. Bàn trà mà được bọc da thì quả thật là gọi là rất là đặc biệt đúng không nào? Cho nên là nhìn vào đây ta thấy ngay một cái sự sáng tạo cũng như đặc điểm khác biệt của căn phòng này. Gần đó là khu vực kệ tivi. Kệ tivi chúng tôi sẽ thiết kế là gỗ MDF vùng melamine ha. Phần cánh phía trước sơn màu trắng. Vách phía sau thì chúng tôi sẽ kết hợp, sẽ có một cái vách đá marble. Kèm theo đó bên cạnh sẽ là một cái kệ tủ ha, để mà chúng tôi sẽ trưng bày nhiều cái món đồ lưu niệm, đồ trang trí cho không gian phòng khách nè. Ở trong gắn thêm đèn LED cũng như là sẽ gắn những cái tấm mica màu đen bóng để mà phản chiếu và nó rất là đẹp luôn quý vị. Em thì em thích cái phần đèn của công trình này. Quý vị thấy là cái đèn được thiết kế là đèn thả và rất là lạ luôn quý vị. Phải nói là đây là một cái kiểu đèn mà em chưa thấy ở bất kỳ không gian phòng khách nào của Mắt Home hết. Cho nên là nhìn nó tinh giản nhưng mà nó rất là ấn tượng đúng không nè. Và đó là không gian đầu tiên. Bây giờ ta cùng nhau đến không gian thứ hai, đó chính là phòng bếp ăn của căn nhà chị Thúy. Với phòng bếp ăn ở đây thì cũng gọi là tinh giản nhưng mà phải nói là rất là đẳng cấp quý vị. Kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình dạng chữ L nhé, với chất liệu là MDF phủ melamine nè. Phía bên dưới chúng tôi sơn màu ghi, ở bên trên sơn màu trắng. Mặt bếp thì chúng tôi sẽ ốp đá granite màu đen vân màu trắng. Bộ tường bếp sẽ ốp cái tông này là cái tông màu nó hơi là kiểu màu nâu đó quý vị, mà nhưng mà cái nâu rất là sẫm luôn. Cho nên là khi mà chúng ta hay gắn thêm đèn LED sáng xuống, quý vị thấy nó như là một cái tông màu kiểu cà phê sữa, rất là đẹp đúng không nào. Rồi gần đó sẽ khu vực bàn ăn. Bàn ăn thì chúng tôi thiết kế 100% là chất liệu gỗ, nhưng mà xung quanh thì chúng tôi sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn. Có phần khung chân bên dưới là khung sắt sơn tĩnh điện, điểm ngồi chúng tôi sẽ bọc da cao cấp, cho nên là tạo cảm giác cũng rất là thoải mái cho người ngồi.
ở trên trần một lần nữa, cái phần đèn thả lại được sử dụng và quý vị thấy nó cũng mang đến một cảm giác rất là thời thượng cho căn bếp này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những không gian cá nhân nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phòng ngủ số 1 của ngôi nhà. Với không gian phòng ngủ này thì quý vị thấy là với gam màu thì sao? Gam màu nó có một sự khác biệt, đó chính là chúng tôi tập trung đánh mạnh vào cái tông màu ghi. Và cụ thể là có màu ghi đậm nè, rồi màu ghi nhạt của cái phần ốp trên tường nè. Còn phần ghi đậm hơn thì ví dụ là ở trong bàn trang điểm cũng có, rồi tủ quần áo cũng có ha. Và chiếc giường thì sao? Chiếc giường tôi đặt ở trung tâm và chúng tôi sẽ bọc da cho cái phần vách đầu giường ha, để tạo cảm giác thoải mái hơn cho người nam. Tiếp theo đến phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì quả thật là lột xác hoàn toàn so với phòng ngủ trước. Quý vị thấy là tông màu chủ đạo phòng ngủ số 2 này thì chúng tôi lại không đi theo những cái tông màu từ bây giờ của căn nhà luôn, mà chúng tôi sẽ phối ra cái tông màu xanh. Đây là cái tông màu lần đầu xuất hiện đúng không nè. Và quả thật là nó mang đến một cảm giác tươi trẻ hơn rất là nhiều. Với việc lựa chọn màu sắc cho phòng ngủ thì em đã nói rồi, nó tùy thuộc vào sở thích của chủ nhân căn phòng thôi. Nó không cần phải giống với những không gian khác của ngôi nhà. Với phòng ngủ là không gian cá nhân, đúng không nào? Chúng ta cứ thoải mái chọn theo sở thích của mình. Và quý vị có thể dựa sở thích cũng được, dựa theo phong thủy cũng được. Ví dụ một cái phòng màu trắng, màu xanh thế này thì rất hợp với gia chủ mệnh thủy. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái lựa chọn theo cái mong muốn của mình quý vị nhé. Và tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 3. Căn phòng ngủ số 3 này thì nó lại rất khác biệt so với hai căn phòng trước đúng không nè. Với phòng ngủ số 3 này thì cái phong cách của nó lựa chọn thì vẫn là phong cách tươi trẻ. Tuy nhiên màu xanh ở đây chúng ta lựa chọn lại là cái tông màu xanh lam, nó phơn phớt nhạt nhạt pastel thôi. Nó không quá đậm như căn phòng trước, cho nên là nhìn cũng rất là thanh lịch quý vị. Và còn lại thì chúng tôi vẫn phối với tông màu trắng. Và đặc biệt là ví dụ là tủ quần áo này, kịch trần này, chất liệu của MDF thì quý vị thấy là cái màu gỗ đây lại là cái tông màu vàng sáng, thì nó rất hợp với cái tông màu nhàn nhạt pastel của cái màu xanh kia, cho nên tạo thành tổng thể căn phòng nhìn cực kỳ là đẹp mắt nhé. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về mẫu nội thất của nhà chị Thúy ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Phải nói là một mẫu nội thất là quá là đẹp và ấn tượng. Nếu quý vị yêu thích mẫu nội thất này mà muốn thiết kế tương tự, đừng ngại liên hệ ngay Mac Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và xin lưu ý những chi phí ở nơi trong video là chi phí dự kiến, còn chi phí thực tế sẽ có sự tăng giảm tùy thuộc lựa chọn vật liệu cũng như thời điểm thi công công trình.